Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 6 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri được kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo năm 2018. Phỏng vấn Giám đốc Sở Nội vụ về quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo chính sách. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 5 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Thái Quý, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 tại xã Tây Trạch. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo với cử tri các xã của huyện Bố Trạch về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 5 tháng đầu năm 2018 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Cử tri huyện Bố Trạch có những đề xuất kiến nghị lên Hội đồng Nhân dân tỉnh các vấn đề như ô nhiễm môi trường do tình trạng sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, công tác khám chữa bệnh ở tuyến huyện đối với một số trường hợp còn nhiều bất cập, nông sản thường xuyên phải đối mặt với tình trạng được mua mất giá, cần tạo việc làm cho lao động nông thôn, một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xuống cấp ảnh hưởng đến đời sống của người dân, công tác quản lý rừng, nhất là rừng đầu nguồn còn nhiều hạn chế, cần soát xét lại công tác quản lý đất đai trên địa bàn và một số ý kiến về việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công với nước. Cử tri huyện Bố Trạch cũng đề nghị trong xây dựng nông thôn mới cần chú trọng đến tính bền vững của các tiêu chí để tạo điều kiện lâu dài cho người dân có nhiều cơ hội và thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và nông thôn mới thực sự thành nơi đáng sống. Thay mặt đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phân tích rõ hơn một số vấn đề mà cử tri trên địa bàn huyện Bố Trạch quan tâm. Những ý kiến còn lại sẽ được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cũng trong sáng nay ngày 5 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Quán Hào, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiền Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Ninh trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 5 tháng đầu năm 2018. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quảng Ninh đề xuất một số nội dung liên quan đến các vấn đề như tỉnh cần nghiên cứu đầu tư phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch đồng bộ, tương xứng với những tiềm năng sẵn có. Ngành nông nghiệp đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng cho thị trường trong tỉnh, siết chặt công tác quản lý nhà nước, đồng thời ngăn chặn hoạt động của các nhóm tôn giáo cực đoan. Đầu tư xây dựng và cải tạo một số tuyến đường giao thông đang bị xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn xã Hải Ninh, Võ Ninh, Vĩnh Ninh, chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Cần có biện pháp để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông tại ngã tư đường vượt lũ xã Võ Ninh, vấn đề cấp giấy phép hoạt động mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đề nghị tỉnh và các cấp các ngành chức năng giải quyết một số khó khăn cho các hợp tác xã khai thác chế biến thủy hải sản. Sau khi đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh trả lời ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, có trách nhiệm của cử tri và trực tiếp giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến còn lại, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để trình tại kỳ họp sắp tới. Tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tổ đại biểu số 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm Thiếu tướng Tư Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ông Đỗ Minh Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, ông Đoàn Lương Khuê, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quảng Trạch đã đề xuất kiến nghị một số vấn đề như nhiều hệ thống đường giao thông, hồ, đập trên địa bàn huyện Quảng Trạch xuống cấp nghiêm trọng, cần được quan tâm đầu tư sửa chữa, cần ra soát lại các đối tượng được hưởng tiền đền bù sau sự cố môi trường biển, xây dựng và hoàn thành kè chống sói lở tại ven biển xã Cảnh Dương, Quảng Phú.
quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho người có công, cán bộ hưu trí, người cao tuổi. Với tinh thần thẳng thắn tiếp thu các ý kiến của cử tri, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Quảng Trạch đã trực tiếp giải trình một số đề xuất kiến nghị của cử tri. Những ý kiến còn lại được chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh và ông Phan Trần Nam, Phó Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Quảng Ninh. Cử tri đã kiến nghị đề xuất một số vấn đề liên quan đến tuyến đường giao thông từ cầu Trung Quán qua các xã vùng Nam xuống cấp nghiêm trọng, cần được nâng cấp và quản lý xe quá trọng tải đi qua. Cần quan tâm hơn đến vấn đề chống đuối nước cho trẻ em, nhất là dịp hè. Vấn đề xây dựng thư viện cộng đồng, chế độ cho người có công với cách mạng, nâng chế độ phụ cấp cho trưởng thôn, bản, tiểu khu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng quá nhiều. Hiệu quả các công trình nước sạch nông thôn, vấn đề khai thác cát sạn trái phép trên sông Long Đại, các vấn đề liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Quảng Ninh và các địa phương liên quan đã trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại sẽ được tổ đại biểu tổng hợp để trình lên Hội đồng Nhân dân tỉnh giải quyết trong thời gian sớm nhất. Sáng nay, ngày 5 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2013-2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Giai đoạn 2013-2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện 72 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 51 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Các đề tài, dự án, mô hình ứng dụng phục vụ sự nghiệp khoa học công nghệ chủ yếu tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội và văn hóa trọng điểm của tỉnh, phục vụ cho hoạt động sản xuất, đời sống xã hội và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Kết quả, có nhiều đề tài, dự án, mô hình mang tính ứng dụng vào điều kiện thực tiễn của tỉnh Quảng Bình, cung cấp các luận cứ khoa học, phục vụ đắc lực cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, đào tạo và nâng cao trình độ nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đẩy mạnh hoạt động du lịch dịch vụ và các ngành nghề truyền thống, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có năng suất, chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Một số đề tài, dự án tiêu biểu đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và mang lại hiệu quả thiết thực, được Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện giai đoạn 2013-2018, như đề tài lịch sử Quảng Bình 410 năm hình thành và phát triển, nghiên cứu các điều kiện về khí hậu và môi trường trong hang động vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền vững, dự án sản xuất giống nấm, nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu, mô hình nuôi cá lăng chấm thương phẩm, sản xuất dưa hấu an toàn theo hướng Việt Gáp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất một số kiến nghị liên quan đến việc đầu tư mới các dự án, xây dựng vườn thực nghiệm khoa học công nghệ và ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong sản xuất và chế biến tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ, đầu tư thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn đo lường các thiết bị y tế. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Khoa học và Công nghệ thời gian qua, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn và sản xuất đời sống. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và chủ trương của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cần chủ trọng việc chuyển giao khoa học công nghệ, tập trung phối hợp nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trên các lĩnh vực đầu tư có tính trọng điểm của tỉnh như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn đa dạng sinh học, kinh tế gò đồi, y tế, tăng cường tổ chức các hội thảo nhằm phát huy giá trị của mảnh đất con người Quảng Bình, huy động các nguồn lực để phát triển khoa học và công nghệ, phát huy hiệu quả hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật hàng năm, tiếp tục tinh giản biên chế. Sáng nay ngày 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng tỉnh. 70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các phong trào thi đua luôn bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen và lãnh đạo huyện tặng giấy khen. Thời gian tới, huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm xây dựng huyện Lệ Thủy phát triển nhanh và bền vững. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối về một số thông tin đáng quan tâm khác. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo năm 2018. Phỏng vấn Giám đốc Sở Nội vụ về quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2018, góp phần nâng cao nhận thức về hành động bảo vệ môi trường. Cùng với các hoạt động ý nghĩa của cả cộng đồng, các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, công nhân viên chức, người lao động. Đặc biệt, lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 bắt đầu lúc 6 giờ 10 phút ngày 5 tháng 6 năm 2018 tại công viên Lưu Hữu Phước với chủ đề Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông. Cùng hành động để bảo vệ môi trường ngay hôm nay. Sáng nay, ngày 5 tháng 6, tại thị xã Ba Đồn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018. Dự lễ có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ meeting, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến công tác tuyên truyền về môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa và ni lông, tập trung vào các nguồn lực để giải quyết triệt đề các vấn đề ô nhiễm môi trường, khuyến khích xây dựng các công trình bảo vệ môi trường như công trình xử lý nước thải, chất thải đô thị và nông thôn, trồng cây xanh chắn cát, trồng xoài lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động như nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, kiện dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông nguồn chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước, thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni lông. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu trong công tác quản lý biển đảo cần phải thực hiện có hiệu quả chương trình và kế hoạch hành động quản lý tổng hợp vùng ven biển, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh. Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 là giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông, nhằm tuyên truyền vận động kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen cuộc sống hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tới môi trường tự nhiên và sức khỏe con người. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 năm 2018 với chủ đề Cùng chung tay giữ màu xanh của biển. Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới là đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta, với ý nghĩa kêu gọi mọi người phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm, rác thải nhựa, vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là dịp để nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương. Ngày 5 tháng 6, đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Công ty Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo và Diễn đàn Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018. Tham gia diễn đàn có 100 đoàn viên thanh niên thuộc các tổ chức cơ sở đoàn khối trường học, trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh.
thông qua diễn đàn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho đoàn viên thanh niên, trang bị kiến thức ngoại ngữ cho đoàn viên thanh niên trong việc kết nối các dự án, ý tưởng bảo vệ môi trường trong và ngoài nước. Từ đó thúc đẩy, lan tỏa tinh thần thủ lĩnh, tiên phong thực hiện phong trào 3S, sống xanh, sống khỏe, sống đẹp. Dịp này, Ban chấp hành đoàn khối các cơ quan tỉnh đã trao thưởng cho 2 nhóm thủ lĩnh xanh và 10 ý tưởng xuất sắc về bảo vệ môi trường. Để hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, tuần lễ biển đảo và hải đảo, các đoàn viên thanh niên cũng đã ra quân dọn dẹp vệ sinh tại trục đường Hà Văn Quan, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, thị xã Ba Đồn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thu gom rác thải, làm sạch đường làng ngõ xóm, khu dân cư, nơi công cộng, các trục đường liên thôn, liên xã, cổng rãnh, canh mương, dọc bờ sông, các điểm thu hút khách du lịch, vân vân. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, các địa phương trên địa bàn huyện Minh Hóa đã tổ chức sôi nổi các hoạt động như lễ ký kết, tuyên truyền và phát động nhân dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên của huyện, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường thông qua các phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. Thực hiện chương trình phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, những năm qua, hợp tác xã sản xuất dịch vụ mây xiên Quảng Phương, huyện Quảng Trạch đã chủ trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương. Đến nay, hợp tác xã sản xuất dịch vụ mây xiên Quảng Phương đã phát triển và thu hút được trên 300 lao động, trong đó có khoảng 100 lao động thường xuyên tại địa bàn xã Quảng Phương và trên 200 lao động vệ tinh. Hiện tại, hợp tác xã đang sản xuất trên 40 loại sản phẩm mỹ nghệ dân dùng thân thiện với môi trường như ủ ẩm tích, bình hoa các loại, lồng đèn, khay đựng hoa quả và một số mặt hàng dân dùng khác. Năm 2017, doanh thu của hợp tác xã đạt 1,7 tỷ đồng. Giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động của địa phương với mức thu nhập từ 3 đến 3,5 triệu đồng mỗi người một tháng. Ngoài cơ sở sản xuất chính tại xã Quảng Phương, hợp tác xã còn tạo điều kiện về kỹ thuật, kinh nghiệm để mở thêm 4 cơ sở sản xuất tại huyện Lệ Thủy, huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa. Vụ đông xuân năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên nhiều địa phương ở huyện Bố Trạch được mùa khá toàn diện. Theo đó, năng suất lúa đông xuân bình quân của huyện Bố Trạch ước đạt 57 tạ một hecta. Đến nay, nông dân huyện Bố Trạch đã cơ bản thu hoạch xong 5.390 hecta lúa vụ đông xuân, với năng suất lúa đạt 57 tạ trên một hecta. Trong vụ hè thu tới, Bố Trạch sẽ gieo cấy 2.800 ha lúa ở những địa bàn đảm bảo nguồn nước tưới tiêu. Đối với những diện tích đất lúa một vụ thì triển khai trồng các loại cây trồng khác nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, trong những ngày này, bà con nông dân xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh đang khẩn trương xuống giống vụ hè thu năm 2018 đảm bảo đúng lịch thời vụ. Hiện nay, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa đông xuân với năng suất đạt trên 60 tạ trên 1 hecta, tổng sản lượng đạt hơn 2.400 tấn. Ngay sau thu hoạch lúa đông xuân, bà con nông dân ở các thôn đã tiến hành cày ải và gieo sả lúa hè thu 2018. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay, xã Vĩnh Ninh tiến hành gieo cấy trên 335 hecta lúa. Xã đã chỉ đạo bà con nông dân đưa các bộ giống ngắn ngày vào sản xuất như HT1, Xuân Mai, HN6 nhằm hạn chế ảnh hưởng mưa lũ vào cuối vụ và nạn chuột phá hoại, đảm bảo năng suất theo đúng kế hoạch. Vụ đông xuân năm nay, huyện Tuyên Hóa trồng được 1.200 hecta ngô. Nhờ sự chỉ đạo tích cực của Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực của bà con nông dân nên cây ngô phát triển tốt. Qua đánh giá thăm đồng, năng suất bình quân ước đạt 62 tạ trên 1 hecta. Sản lượng ngô đạt trên 6.400 tấn. Một số địa phương có năng suất ngô đạt cao như xã Thạch Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng, Mai Hóa và Văn Hóa. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, vừa qua huyện đoàn Lệ Thủy đã xây dựng công trình thanh niên ở xã biển Ngư Thủy Nam. Công trình sân bóng chuyền được xây dựng có diện tích 288 m2 với tổng kinh phí đầu tư là 20 triệu đồng do tỉnh đoàn Quảng Bình hỗ trợ và đoàn viên thanh niên nhân dân trên địa bàn đóng góp ngày công. Công trình sẽ góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên. Thông qua đó, củng cố hoạt động của các chi đoàn và nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Trong thời gian tới, huyện đoàn Lệ Thủy tiếp tục vận động xã hội hóa các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng mới các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Ngày 5 tháng 6, Công đoàn ngành giao thông vận tải Quảng Bình đã tổ chức bàn giao nhà, mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
anh Từ Thanh Tuyến là đoàn viên thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Đường thủy Quảng Bình có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vừa đau yếu và có ba con nhỏ. Chia sẻ với hoàn cảnh của đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 30 triệu đồng, Khối thi đua doanh nghiệp hỗ trợ 54 triệu đồng để giúp anh xây dựng nhà mới. Được biết, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét và hỗ trợ xây dựng 22 nhà mái ấm cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ chấm dứt hợp đồng lao động theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học. Sau 6 năm triển khai, chính sách này đã giải quyết được nhiều việc làm cho con em địa phương tốt nghiệp đại học. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều lao động phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm. Để hiểu hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. Thưa ông, vì sao sau 6 năm triển khai, chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học buộc phải dừng lại vào thời điểm này? Các cháu lúc đấy ra trường rất là khó tìm công việc. Và cái nghị quyết cũng nói rất rõ, tức là tạo điều kiện cho các cháu trước lúc có các cái công việc ổn định thì có công ăn việc làm để làm quen với các cái môi trường, rồi sau này tìm các cái việc ở các cái thành phần kinh tế khác hoặc là tham gia tuyển dụng, thi tuyển, xét tuyển vào các cái vị trí công chức viên chức. Trong cái quá trình triển khai này thì nhiều cháu cũng chưa thấu hiểu việc đấy, cho nên cái khả năng tìm công việc ở các cái môi trường khác, rồi tổ chức cái việc tham gia thi tuyển, xét tuyển ở các đơn vị là cũng chưa mạnh lắm. Hiện tại còn 132 các cháu đang được hợp đồng trong các cơ quan đơn vị. Mà khi mình thực hiện ban đầu là 279. Việc mà dừng cái này lại á là bởi là hiện nay thì thực hiện cái việc quản lý biên chế, chính phủ quy định rất là chặt chẽ, Bộ Nội vụ cũng quy định rất là chặt chẽ. Và trong quá trình thực hiện cái này thì nó chưa đúng với các cái quy định của pháp luật. Đó là không được hợp đồng trong các cơ quan chuyên môn thực thi công vụ. Và sau đó thì kiểm toán nhà nước đã thấy rằng tức là cái việc thực hiện đó chưa đúng, thì yêu cầu tỉnh chúng ta là phải dừng lại. Và Thường vụ Tỉnh ủy với Hội đồng nhân tỉnh thấy rằng cái việc dừng lại là đúng các quy định của pháp luật. Thưa ông, như vậy thì hiện nay các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ thực hiện việc chấm dứt hợp đồng hay là tiếp tục ra soát bố trí và ký hợp đồng với những lao động này? Trong cái quá trình thực hiện về cái việc dừng cái nghị quyết này lại thì Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là Sở Nội vụ cũng rất là cùng với các cơ quan, đơn vị tìm các cái giải pháp để giải quyết dần cho các cháu có những cái vị trí làm việc phù hợp. Trong cái quá trình đấy thì hiện tại là đã chỉ còn 132 cháu, và các cơ quan đơn vị đã hết sức cố gắng, một là tham gia thi công chức rồi xét tuyển viên chức ở các cái đơn vị sự nghiệp phù hợp, rồi xét tuyển vào các cái vị trí viên chức ở các cái đơn vị sự nghiệp có thu, và đồng thời là một số cơ quan cũng tạo điều kiện để hợp đồng lại các cháu để các cháu có công ăn việc làm. Đương nhiên trong cái quá trình thực hiện các giải pháp đấy thì hiện nay vẫn còn 57 trường hợp thì chúng tôi ra soát lại là không thể hợp đồng tiếp được, bởi là cả cái trường hợp này có 9 cái trường hợp là nằm trong cơ quan đảng, đoàn thể và chính quyền, 48 trường hợp nằm ở các xã. Chúng ta lại thực hiện cái việc là tinh giản biên chế, rồi cái chuyên môn đào tạo của các cháu là cũng chưa phù hợp với cái vị trí sẽ tuyển dụng ở cấp xã. Rồi một số cháu cũng chưa nhận thức đầy đủ việc này, cho nên là trong quá trình tìm việc của các cơ quan đơn vị là các cháu còn lựa chọn, rồi một số các cháu nữa là trong cái quá trình thi tuyển xét tuyển lại không đậu. Đấy, cho nên là hiện nay thì còn lại là 57 trường hợp và chúng tôi ra lại là gần như là không có vị trí để bố trí. Vậy với những lao động bị chấm dứt hợp đồng, các cơ quan đơn vị địa phương sẽ giải quyết chế độ thôi việc và các chế độ khác như thế nào? Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành, trong đó Sở Tài chính chỉ đạo các địa phương là thực hiện giải quyết chế độ cho các cháu đúng theo luật lao động. Chính sách này của mình là tạo điều kiện công việc cho các cháu ban đầu, nó rõ là như vậy, cho nên là sẽ có cái chính sách đối với cái thực hiện trong luật lao động, đó là chấm dứt hợp đồng thì phải đúng thời điểm. Và đồng thời là hỗ trợ cho các cháu khi mà chấm dứt công việc và hỗ trợ một số kinh phí trong cái quá trình làm việc. Hiện tại thì tất cả các địa phương báo lên là trong 57 trường hợp này đã có thông báo nghỉ việc và họ đang thực hiện các cái chính sách tính toán để thực hiện cho các cháu. Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.
Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão gần bờ, cơn bão số 2. Hồi 16 giờ ngày 5 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 60 đến 75 km/giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 16 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 60 đến 75 km/giờ, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 100 km/giờ tính từ vùng tâm bão. Do ảnh hưởng của cơn bão, ở phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 km. Đến 16 giờ ngày 7 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 60 đến 75 km/giờ, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 80 km, tính từ vùng tâm bão, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 8 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 60 km/giờ, giật cấp 9. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc và suy yếu thêm. Thời tiết Quảng Bình trong 24 giờ tới. Trên đất liền, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Trong cơn dông, cần đề phòng sét, tổ lốc và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, khu vực ven biển cấp 3, cấp 4. Trên biển có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Độ cao sóng từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 5 ngày 6 tháng 6 năm 2018.